Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mọi người hôm nay thấy mình hơi lạ, mình có đeo AirPods trên tai đúng không? Đây là cách để mình thể nói chuyện tự tin hơn trước ống kính và giúp mình bớt được cái việc nói lắp khi mà mình nói chuyện trước mọi người. Ngoài ra thì AirPods còn giúp đỡ được rất nhiều cho những bạn mà mới làm podcast nữa, có thể nghe được giọng mình và có thể giúp điều khiển được cái giọng mình nói khi mà mình đang nói chuyện podcast. Thì mình sẽ bắt đầu luôn nhá, không lòng vòng nhiều. Ok, bắt đầu thôi. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái AirPod này trước nhá. AirPod thì chắc là mọi người cũng biết rồi, không lạ lẫm gì cả. AirPod của mình là AirPod 2. Thì thường thì mình sẽ dùng một cái tai thôi để còn nghe thứ bên ngoài nữa. Cái cách làm của mình đó là mình vào trong điện thoại. Hiện tại mình đang dùng iPhone nhá. Bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt. Và mình vào phần trung tâm điều khiển. Và bạn kéo xuống dưới và tìm đến phần là nghe. Nếu tiếng Anh thì là hear nhá. Thì mình sẽ ấn vào dấu cộng ở dưới này, rồi ấn cho nó lên trên ở đây. Thì khi mà mình cho nó lên trên rồi, thì khi mình vuốt ở chỗ phần control center ở trên này này, thì bạn sẽ thấy một cái hình cái tai ở đây. Thấy chưa? Ấn vào cái tai này, nó sẽ cho mình lựa chọn là bật. Thì mình bật lên. Khi mình bật lên ấy, cái tiếng của mình nó sẽ vọng lại vào cái tai nghe của mình. Cái cách làm này tức là cái mic ở trong cái tai nghe này nó sẽ thu lại cái tiếng mình đang nói và nó sẽ phát lại vào cái tai nghe để mình nghe thấy cái tiếng mình đang nói. Tại sao mình lại nói là cái cách này giúp chữa cái tật nói lắp? Như mình ấy, bản thân mình thì mình nói lắp rất là nhiều và mình bị cái trường hợp là mình đang nói thì mình bị dừng hoặc là mình không thể mở lời ra mình nói được. Những bạn mà không bị nói lắp ấy, phần nào là sẽ không hiểu đâu. Còn những bạn mà nói lắp thì sẽ rất là hiểu mình. Vì nhiều lúc mà mình muốn nói mình không thể mở mồm ra nói được. Mà mình đang nói nhưng mình cảm giác mình đang nói tự nhiên bị dừng và chẳng hiểu vì sao luôn. Khi mà mình nghe thấy tiếng của mình ấy thì mình cảm giác là mình tự tin hơn. Mình cảm giác là như có ai đang nói cùng mình. Hoặc là nói chung là mình tự nhiên mình biết là mình nghe đang nói gì. Và khi mà mình cảm thấy là mình có tiếng đang nói trong tai thì mình sẽ nói rất trôi chảy. Và mình như các bạn thấy mình đang nói rất thoải mái và mình không bị kiểu vấp váp như bình thường. Mình nghĩ là cái cách này nó sẽ khá ổn với những người nói lắp. Theo mình nhớ thì hồi bé mình có tìm hiểu những cái có một số cái thiết bị mà đã giúp cho người nói lắp, nó cũng có cái chức năng tương tự như cái việc mà mình đang làm đây. Và cái cách này có thể giúp cho những bạn nào mà mới làm podcast hoặc là những bạn nào mà đang cần phải nghe được cái giọng mình đang nói, nghe được lại cái tiếng của mình đang nói xem là nó ở mức độ nào, xem nó đủ truyền cảm hay chưa, nó đủ độ to hay chưa, đủ độ vang hay chưa, thì mình có thể điều khiển được luôn. Nó có thể giúp mình chủ động hơn trong cái việc làm podcast nữa. Thì mọi người có thể tham khảo cách này luôn nhé. Và ok, vừa rồi là cái cách mình đã sử dụng để giải quyết cái vấn đề mà đang bị nói lắp của mình. Nhưng đây chỉ là cái cách mà gọi chống cháy thôi. Bản thân mình vẫn là phải người tự tin thì mình mới tự tin mình nói và không bị nói lắp được, mới chữa được hoàn toàn. Đây là cách mình hướng dẫn mọi người, nhưng mình cũng không khuyến khích mọi người lạm dụng cách này. Mọi người nên nói một thời gian, mọi người quen ở với ống kính rồi hoặc là mọi người tự tin hơn rồi, mọi người hãy bỏ ra và tự nói với mình, tự nói một mình, không cần tai nghe nữa. Và ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Video này thì mình định làm một video 15 giây ngắn thôi để kiểu hướng dẫn mọi người bật cái tính năng lên thôi. Nhưng mà xong là mình nghĩ là mình nên làm cái video mà nó dài một chút để có thể giải thích với mọi người là vì sao mình cần phải làm như thế. Hoặc cho những vị phụ huynh mà có con nói lắp thì cũng có thể thử áp dụng xem là nó có hiệu quả với cả con mình không. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé. Hy vọng sẽ giúp ích được mọi người nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye.